mang trọng trách vun trồng nguồn nguyên khí cho quốc gia. Bên cạnh việc đào tạo ra những con người đủ tài để đảm trách ngay công việc được giao phó, Đại học Đông Á còn chú tâm gieo hạt giống lòng trách nhiệm vào trái tim của người trẻ đang dần tiếp nhận chèo chống vận mệnh đất nước. Một trong 6 mục tiêu quan trọng của sinh viên trường Đại học Đông Á khi ra trường là trách nhiệm với cộng đồng. Chính vì vậy, suốt trong quá trình phát triển của mình, thầy và trò trường Đại học Đông Á không ngừng nỗ lực đóng góp bàn tay, khối óc của mình vì một xã hội tốt đẹp hơn. Dự án đào tạo công nghệ thông tin cho 250 học viên là người khuyết tật có tổng trị giá là 8 tỷ 815 triệu đồng, được tài trợ bởi tổ chức USAID Hoa Kỳ, trong đó Đại học Đông Á tài trợ 2 tỷ 665 triệu đồng. Dự án đã được thực hiện trong 3 năm với 5 lớp, thời gian đào tạo từ 6 đến 9 tháng. Mỗi học viên đều được hỗ trợ học phí và chi phí ăn ở trong suốt quá trình học tập, được đào tạo các kỹ năng mềm cần thiết để hòa nhập cộng đồng. Kết thúc khóa học, nhà trường cũng quan tâm hỗ trợ ngày hội việc làm cho học viên nhằm hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho các bạn. Dự án như lời khẳng định cho một môi trường đào tạo không kỳ thị, tôn trọng bình đẳng xã hội. Sinh viên Đại học Đông Á cũng xây dựng nhiều mô hình đầy tính nhân văn như xây dựng tủ sách cộng đồng tặng bệnh nhi ung thư, top 10 dự án sách và hành động của toàn quốc, tặng tủ sách hiếu học đến các bạn học sinh vùng cao đón năm học mới, tủ bánh mì từ thiện, nồi cháo yêu thương cho bệnh nhân nghèo, ngân hàng máu sống, tặng xe lăn cho người khuyết tật, chuyến xe mùa xuân yêu thương, tặng vé xe Tết cho sinh viên khó khăn. Câu chuyện về 15 sinh viên Đại học Đông Á không chút đắn đo trao tặng lại toàn bộ số tiền học bổng mà mình nhận được trong năm học cho các bạn học cùng trường có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không chỉ là việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhân lên nghĩa tình, hành động cao đẹp trong cuộc sống đời thường, mà còn góp phần tạo dựng môi trường học tập đầy tính nhân văn, lan tỏa tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp đến cộng đồng. Quỹ vì cộng đồng của thầy và trò Đại học Đông Á cũng đóng góp 170 triệu đồng xây dựng 3 cây cầu Hòa Lạc, Nhất Trí và Hoa Vàng trên cỏ xanh tại Phú Yên, hỗ trợ bà con vùng lũ Tuy An đỡ vất vả hơn và nhất là các em nhỏ sẽ được an toàn đi lại, nhất là trong mùa mưa. Bên cạnh đó, các hoạt động bảo vệ môi trường sinh động với thông điệp không mang túi ni lông đến sân trà, làm sạch đường phố trong ngày thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh bảo vệ môi trường biển khỏi rác thải nhựa. Chương trình quà yêu thương được công nhận kỷ lục Việt Nam về số lượng người tham gia gói quà tặng nhiều nhất trong thời gian nhanh nhất với 3.180 phần quà ý nghĩa do hơn 2.730 người tham gia làm và gói trong vòng 5 phút tại trường Đại học Đông Á để dành tặng cho những trẻ em nghèo bất hạnh tại 7 tỉnh miền Trung, lan tỏa mạnh mẽ tình yêu thương đến toàn cộng đồng. Tọa lạc tại miền Trung Việt Nam, nơi hàng năm phải oằn mình gánh chịu hàng chục cơn bão lũ. Hiểu rõ những mất mát, tổn thương của người dân nơi đây gánh chịu, thầy và trò Đại học Đông Á luôn chia sẻ, giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại thiên tai. Trong những cơn bão lớn nhất từng đổ bộ vào miền Trung như San Sen, Kassana, Haizan, Nari, thầy và trò Đại học Đông Á luôn kề vai sát cánh, giúp dân phòng chống trước và dọn dẹp sau bão. Không những thế, thấu hiểu những khó khăn chồng chất của người dân khi phải vực dậy sau thiên tai, nhà trường cũng vận động quyên góp ủng hộ, trao tặng học bổng hỗ trợ sinh viên. Đợt mưa lũ lịch sử tại 4 tỉnh miền Trung, 212 suất hỗ trợ với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng, đã kịp thời tiếp sức cho các bạn sinh viên có gia đình nơi vùng rốn lũ. Đại học Đông Á cũng là trường duy nhất trao học bổng toàn phần cho 7 sinh viên là con các gia đình nạn nhân trong cơn bão Chan Chu, tiếp sức cho các em vững tâm tới trường. Đi cùng với những biến động của đất nước, Đại học Đông Á luôn là đơn vị đầu tiên hoặc song hành cổ vũ lực lượng ngư dân và lực lượng chấp pháp Việt Nam đang ngày đêm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Trong ngày sinh viên vì biển đảo quê hương, Đại học Đông Á đã tổ chức các gian hàng ẩm thực, bán các vật dụng handmade, vẽ và đấu giá tranh thư pháp, gây quỹ ủng hộ và đóng góp 40 triệu đồng góp phần xây dựng bảo tàng về Hoàng Sa. Ngày đêm tri ân thầy cô, thầy trò Đại học Đông Á nhắn tin ủng hộ chương trình Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Trường Sa, Hoàng Sa
hơn 2.150 tin nhắn, tương đương hơn 40 triệu đồng ủng hộ ngư dân bám biển, vượt qua những hiểm họa của thiên tai hay các nguy cơ bị tàu lạ đâm phá. Đại học Đông Á phối hợp với Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triển lãm trưng bày hơn 70 tư liệu, bản đồ khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đồng thời trao tặng bức tranh các hình bản đồ Việt Nam đến Bảo tàng Đà Nẵng. Tiếp đó, khi Trung Quốc ngang nhiên hạ giàn khoan HD-981 vào vùng thềm lục địa Việt Nam, hàng ngàn cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Đông Á cũng đã tổ chức meeting kêu gọi chung tay bảo vệ hòa bình trên Biển Đông. Thầy và trò chung tay quyên góp hơn 100 triệu đồng để ủng hộ lực lượng chấp pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo thông qua báo Tuổi Trẻ 50 triệu đồng và báo Thanh Niên 50 triệu đồng, trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân đang ngày đêm bám biển tại ngư trường Hoàng Sa, hỗ trợ gia đình ngư dân gặp nạn trên biển hơn 20 triệu đồng, dành hơn 40 triệu đồng chia sẻ cùng gia đình thân nhân liệt sĩ Gạc Ma, thân nhân các tử sĩ Hoàng Sa. Tinh thần yêu chuộng hòa bình ấy còn hướng đến những nước bạn bè anh em dõi theo tình hình chung của quốc tế, từ những hành động nhỏ như đi bộ vì môi trường, dọn dẹp bãi biển, meeting ký tên hưởng ứng giờ trái đất, đến những hành động sẽ chia với nhân dân Nhật Bản chịu thiệt hại nặng nề trong trận động đất sóng thần năm 2011, góp sức ủng hộ nhân dân Philippines ổn định cuộc sống sau thảm họa siêu bão Haiyan năm 2013. Cùng với mục tiêu kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, phong cách làm việc chuyên nghiệp là tất yếu để sinh viên vững vàng hội nhập và làm chủ cơ hội cuộc đời. Sinh viên Đại học Đông Á còn được vun bồi tính nhân văn, lòng nhân ái, tinh thần quốc tế trong thế giới đa văn hóa, biết nhận lãnh trách nhiệm trước cộng đồng, đất nước, nhận định thời cuộc và bản lĩnh trí tuệ làm chủ tương lai của chính mình.